Chào các bạn, hôm nay mình làm clip hướng dẫn đá cú snapshot, một cú đá rất lợi hại cho chân bài. Thì cú snapshot á là để cái tay thường thường đá là cái chân ba này nó phải quay tròn lại đây, rồi nó đá vô đây như vậy, trúng cái chân ba. Để thí dụ đây, đó đây là snapshot, là khi mà đá thì đẩy tới hoặc kéo lui, đẩy tới kéo lui, thì đẩy tới tới đây thì quất nhẹ, đó là cú đá. Thì cái tay này, cách cầm cú đá quật, trước nhất cách đứng đã, mình thích đứng thẳng về hướng cái cầu thủ chính giữa này, cái rúng mình chỉ đó, thì đứng vậy cái hai cái chân song song với lại hai cái vai. Thì đứng theo cái góc này thì cái chân trái nó phía trước chân phải một chút xíu ha. Mình đứng dậy thì cái tay này để trên cái độ cầm tay này, cái độ sâu xuống hay là trên cao này là tùy theo cái bàn tay mình nó dài hay ngắn, hoặc là mình muốn, có nhiều người thích cầm như vậy, có nhiều người thì thích sầm xuống như đây, mình thì khoảng cả đây. Mỗi người có cách khác nhau. Thì mình đứng như vậy, khi mà cầm vậy á, cái tay mình không có gồng nhiều, chỉ là bình thản thôi, chứ không có, mà cô không có lỏng quá, vừa bình thản thôi. Thì nếu mà gồng nhiều quá thì mất rất là nhiều sức ha. Thì khi mà đá ở đây, khi mà đá lên đây, mình chụp mấy cái ngón tay khoảng như vậy, cái cổ cái này nó thẳng, hoặc là có thể nhấp xuống chút xíu vậy để có thêm một sức lực khi mà đá. Cái ngón tay cái của mình á, có nhiều người thích đá là để khi mà chụp lên chụp như vậy, mình thì thích chụp như vậy thôi. Ngón tay cái nằm phía trên này, cần để trên này chút xíu để khi mà đá nắm như vậy kéo về, hoặc là đẩy tới. Nếu mà không có cái tay này á thì khi mà đẩy tới hay kéo về nó hơi khó khăn chút xíu. Mà khi đá cái cây này nó quay á, thật ra cái sức cấn vô cái cây này để cho nó ngừng là không có cần nhiều sức lắm, chỉ cần chút xíu là nó cấn. Mà mình thường mình chập bằng mấy cái ngón tay dưới này, cái chỗ này thẳng vậy ha. Để thí dụ mình để tay đây ha, mình lắc tới lắc đuôi như vậy, khi mình đẩy tới mình giật nhẹ cái ngón tay này thì nó cầm giống như vậy, giống như là phân pin chút xíu. Cái đó là có thể là tại vì cái cú đá chính của mình là phân pin, mình thích cầm như vậy hơn. Còn có nhiều người thì thích khi mà mình cầm như vậy, mình cảm thấy vậy thì hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà tùy người thôi nha. Có nhiều người thích cầm xuống như vậy, cầm xuống mà đứng thấp xuống như vậy, làm như vậy thì mình chỉ có thể chỉ theo cái phương pháp mà là đá như vậy. Để nhìn một khía cạnh khác khi đá cái chân ba này, nếu mà đá cái chân ba này thường thường quay là phải ngừng khoảng tới đây, hoặc là ngang hàng với là cái này. Nói chung là nó phải đi xuyên qua giáp banh thì nó mới có sức mạnh. Nếu mà đi chỉ tới đây thì nó không có sức mạnh. Để mình thí dụ nha, nếu mình đá dài nó ngưng ở đây thì nó không có sức mạnh vậy ha. Đó. Nhưng mà nếu mà chân này đá xuyên qua nó lên trên này thì cái sức mạnh nó nhiều hơn. Ví dụ là ha, nếu mà muốn đá mạnh á phải đi xuyên qua bên, không những quay nhanh mà phải đi xuyên qua bên. Còn mà nếu mà không đi xuyên qua banh á, cái này không có mạnh bạc. Tuy rằng mình quay nhanh thì nhanh cũng không mạnh bạc được, thấy không? Còn lại đi xuyên qua banh, không có xuyên qua banh. Đó là cái bí quyết mà nếu mà muốn đá chân snapshot là phải đi xuyên qua banh. Khi nãy bắt đầu tập snapshot thì việc đầu tiên á, mình phải tập đá thẳng,
thì nó thẳng giống như hồi nãy đã nói rồi, mình tập đứng nó thẳng vậy, tập đá xuyên qua để cho khi nào mà có nó cứ khích sức rồi đó, tập đá vậy để cho cái chân này đi xuyên qua tới đây, để khoảng tới đây thì nó có cái sức. Thì khi mà đá thẳng được rồi á thì mình bắt đầu tập đá tới hoặc đá lui từ vị trí đứng, thì mình bắt đầu từ đây. Thì nếu mà muốn đá tới á, mình muốn bắt đầu khoảng từ đây, phía bên này phân nửa bên này chắc bằng chút xíu, tại vì khi mà mình bắt đầu sau này mình đá tới đất lui vậy thì bắt đầu từ đây thì nó bắt đầu đá đó. Khi bắt đầu cho banh là khoảng bên này chút xíu, nếu mà đẩy tới mà bên này chút xíu thì nếu mà kéo lùi, thì để làm sao mà đã tới hay đã lùi thì bắt đầu từ đây. Khi mà đẩy tới cái banh nó đi tới như vậy, banh đi tới đây tới như vậy, thì mình kéo này đây đá ngược lại vậy. Tại sao mình phải kéo tới đây đá ngược lại vậy? Tại vì khi mà banh đi tới đây, nếu mà mình không đá ngược lại vậy, nếu mình đá ngược lại vậy thì banh nó chà thẳng hoặc là chà chéo vô một chút xíu thì nó vuông cái góc lại, thì banh nó không có bị vụt ra đánh vô tường như vậy. Với lại khi mà banh, nếu mà người ta thủ tôi giống như tới đây này ha, thì khi banh chạy tới đây, khi bạn chạy tới đây mình cũng có thể kéo đây rồi chạy vậy để vô trong con. Thì để thực hiện nha, để tới thì cũng ngược lại như vậy thôi chứ không có gì khác. Bắt đầu từ phần nửa trái banh phía bên này, phần nửa trái bên này, kéo về đây, kéo về, kéo về, hay là thì chẳng hạn như cái banh nó kéo về tới đây, kéo về đây, này, tới đây. Vậy. Kéo về. Khi kéo về hoặc đẩy tới á, cái banh nó một là đi ngang, hai là đi lùi lại một chút xíu. Tại vì nếu mà không đi ngang hoặc đi lùi tập trung kéo cái chân này, kéo cái chân này vậy, kéo vậy. Đó. Khi dở kéo về dở cho bạn thì bạn nó đi theo, kéo đi vậy bạn đi theo. Thì khi mà kéo đi á, khi mà cấn xuống thì cái banh nó một là chạy thẳng hoặc hay là chạy lùi chút xíu, nếu không chạy thẳng chạy lùi mà nó chạy ra vậy thì tới đây chuột chuột banh thì mất banh. Khi tập thẳng được rồi thì mình tập nhúng cho banh một cái, giống như là mình nếu mình đã tới mình kéo về nhúng về đó. Nhúng về đó. Tại sao nhúng về đã tới? Tại vì nhúng về đã tới là khởi đầu của khi mà bắt đầu cho banh nó bắt đầu lắc như vậy. Với lại cũng giống như là khi nhúng về đã tới, cũng giống như mà khi mà nhúng về nó có cái trớn, khi đi tới thì nó đi nhanh hơn được chút xíu, nhanh hơn được.
Làm nhúng về đã tới được rồi thì mình làm nhúng tới đã lùi ha. Cái đó là cách đá để làm nhanh hơn ha. Đi tới kéo lùi lại vô, khi đã vô thì mình phải đẩy tới vậy để cho cái trái banh nó đi thẳng tới, nếu không thì cái banh nó có trớn đây thì mình khi mà đá thẳng thì banh nó sẽ đi xéo như thế này và đi ra ngoài gô. Khi mà mình tập đá đứng với lại đá nhấp một cái rồi đá cái hướng khác thì được rồi, thì mình bắt đầu tập lắc. Lắc rất là quan trọng trong snatch shot, tại vì khi mà mình lắc đều là như vậy, mình đã tới hoặc đã lui đối phương khó mà biết mà mình đã như thế nào. Đáng vậy đôi khi lắc nó bị mình nó trượt chạy tới cho lui thì mình có thể cầm lại sửa lại cho nó nằm đúng vị trí rồi mình lắc. Đây đã tới đây được đây, giống như hồi nãy cái là mình chỉ kéo lùi lại tới như vậy thì ấy chung lại với nhau lùi đã, hoặc là tới rồi. Đó là cách phương pháp tập đá snatch shot. Cảm ơn các bạn đã xem.